chào toàn thể quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu chung kết của giải bóng đá năng khiếu lứa tuổi 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Và ngày hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa quận Phú Nhuận cùng với Ngọc Hùng quận 12. Hữu Ý. Hay rồi, Hữu Ý. Không vào. Lúc này thì chúng ta thấy là cổ vũ rất nguy hiểm. Các bậc phụ huynh đang dành những sự nhiệt huyết của mình, dành những sự cổ vũ của mình dành cho các em nhỏ của chúng ta. Lợi thế. Một quả đá phạt dành cho các cầu thủ áo trắng của chúng ta. Thật sự kịch tính và thật sự hấp dẫn. Hoàng Phong. Không vào. Hoàng Phong cũng có khả năng dứt điểm rất tốt. Và vừa rồi thì thủ môn Trần Duy Bách của là Quang Minh. Quang Minh. Cú đá của Quang Minh là rất tốt. Nhưng Hoàng Trác cũng đá một ngày thi đấu hay. Đây là câu trả lời của trung tâm bóng đá Ngọc Hùng quân 12. Hoàng Phong. Vừa rồi đó là một tình huống phản công chấp nhoáng của các cầu thủ Ngọc Hùng quân 12. Và lúc này thì Ngọc Duy đang bị đau ở trên sân. Hoàng Trác đã có một tình huống đổ người rất hay để cứu thua cho các thủ Ngọc Hùng quận 12. Và sau đó một tình huống phản công cực kỳ nhanh lên phía trên, và Hoàng Phong luôn là một trong những sát thủ săn bàn mỗi khi có cơ hội. Lần này thì thủ môn Trần Duy Bách đã bị vượt qua, cái không thể vượt qua được Bảo Long. Vẫn là Bảo Long, là Quang Minh, đường chuyền hay quá, không vào. Rõ ràng là sự quan sát của Lã Quang Minh là cực kỳ nhanh nhạy. Lập tức là một đường chuyền rất chính xác dành cho vị trí của cầu thủ áo số 10. Quang Minh, dứt điểm, không vào. Một ngày tuyệt vời của thủ môn Quang Trác. Quang Trác đã không ít lần cứu thua dành cho trung tâm bóng đá Ngọc Hùng quận 12. Đây rồi. Một ngày mà các tình huống tấn công, các tình huống dứt điểm của quận Phú Nhuận rất thiếu hiệu quả. Hop. Rất tốt, áp sát. Tình huống áp sát của các thủ Ngọc Hùng. Cơ hội không vào. Không phải là quận Phú Nhuận thi đấu lép vế hơn so với Ngọc Hùng quận 12. Thậm chí quận Phú Nhuận đang thi đấu có phần nhìn hơn đội bóng Ngọc Duy. Bên kia chiến tuyến thì đội hình của quận Phú Nhuận vẫn đang được giữ nguyên. Quang Minh. Vào. Một phong thái vô cùng lạnh lùng của đội trưởng Lã Quang Minh. Một động tác xử lý vô cùng kỹ thuật. Sự tự tin, sự bình tĩnh của Lã Quang Minh. Sự lạnh lùng của một sát thủ săn bàn của các thủ quận Phú Nhuận. Thành Danh. Hoàng Phong. Hoàng Phong chuyền phải, không vào. Vẫn còn Hữu Ý. Lương Hữu Ý dứt điểm, vẫn không vào. Bóng đã tìm đến ngay. Thời gian hỏi ý lúc này là vô cùng quan trọng, không những để cho các huấn luyện viên có thể điều chỉnh về lỗi chơi, mà cũng để cho các em nhỏ chúng ta phần nào đó phục hồi được thể lực với các đồng đội. Hay rồi, Ngọc Duy. Đó là bàn thắng của em nhỏ Ngọc Duy. Một lần nữa thì Ngọc Hùng quận 12 lại tái lập cách biệt một bàn. Là Quang Minh. Không được. Sẽ không hề gây khó khăn đối với Quang Trác. Đăng Khoa rất hay.
là Quang Minh. Quang ơi, dứt điểm vào. Cao Thành Giai, một tình huống phối hợp ở hành lang bên phải rất xuất sắc của các thủ áo vàng. Là Quang Minh dứt điểm, có vào. Quang Trác một lần nữa lại chơi hay. Dường như bóng đã chạm tay của em nhỏ bên phía áo trắng, nhưng trận đấu chúng ta vẫn đang được tiếp tục. Ngọc Duy, có vào. Tình huống để bóng chạm vào cô dọc. Của quận Phú Nhuận đã lên tiếng ở trong trận đấu ngày hôm nay đều có những sự trùng hợp rất thú vị. Bộ đôi tấn công của quận Phú Nhuận và bộ đôi tấn công của Ngọc Hùng quận 12 đều đã lên tiếng. Gió Đại, một tình huống phối hợp đá biên. Dứt điểm không được, dường như bóng đã chạm tay. Đây sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Ngọc Hùng quận 12. Người đứng trước tình huống này đó vào sân lúc này sẽ là thủ thành Võ Thái Bình. Nguyễn Vũ Hoàng Phong, Hoàng Phong, quả đáng đưa dành cho Hoàng Phong. Thời gian cho trận đấu của chúng ta là không còn nhiều nữa rồi. Cao Thành Danh, dường như là một quả đá gián tiếp, bóng đã chạm tay của thủ môn Quang Trác ở ngoài khu vực vòng cấm. Đây là quả đá gián tiếp. Chúng ta hãy cùng chờ đợi vào số 7, số 10, số 9 của quận Phú Nhuận. Đây là một trận đấu của các em nhỏ khiến chúng ta phải nổi da gà. Đã qua! Bốn cầu thủ của quận Phú Nhuận đều đã nổ súng. Là Quang Minh, Cao Thành Danh, Đăng Khoa rồi Doãn Đại, bốn cầu thủ đều đã ghi bàn cho quận Phú Nhuận. Và bây giờ tỷ số là 4-2 dành cho các em nhỏ vàng. Hết giờ. Và như vậy đó là một trận đấu hay và vô cùng cảm xúc của quận Phú Nhuận. Những cổ động viên của quận Phú Nhuận đã vô cùng vui sướng với màn trình diễn của các em. Nhưng rồi niềm vui của người chiến thắng thì đi kèm giọt nước mắt của những người thất bại. Và các em nhỏ đến từ trung tâm bóng đá Ngọc Hùng quận 12 cũng đã không cầm nổi nước mắt. Họ đã dẫn trước với phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng rồi ở những thời điểm cuối cùng, bản lĩnh của quận Phú Nhuận đã được thể hiện. Và sau đó hai bàn thắng của số 7 Đăng Khoa cùng với số 3 Doãn Đại đã chấm dứt những sự hy vọng cho Ngọc Hùng quận 12. Một trận đấu quá tuyệt vời của quận Phú Nhuận. Và đến đây buổi tường thuật trực tiếp của dấu ấn sân cỏ cũng xin được phép khép lại. Xin cảm ơn quý bậc phụ huynh, quý khán giả đã đồng hành cùng với dấu ấn sân cỏ ở trong trận đấu này. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những trận đấu sau.